15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Bây giờ là 6:03 thì mọi cái công tác chuẩn bị đón ngày 100 của cậu đã hoàn thành nha. Thì hiện tại thì các anh em đã dọn ra là 4 bàn nha. Thì mỗi bàn có một điều đặc biệt đó chính là có ghế hết nha. Ghế là chuyện bình thường rồi. Ở đây còn có hạt dưa, hạt bí rồi hạt này hạt gì tại? Hạt hướng dương, đúng rồi, hạt hướng dương. Đó. Thì nãy giờ là các anh em cũng đã dọn dẹp xong, cũng ngồi nghỉ tí xíu ha. Cũng cắn vài hạt dưa để cho nó khô mồ hôi. Khô mồ hôi. Đó, thì các anh em cũng đi đổ rác về đó. Nói chung là mỗi người một việc ha. Nhưng mà dọn ra đây những cái bàn ghế rất là sạch sẽ, quét dọn ha, rác là không còn nữa. Thì như các cô chú các anh chị thấy thì sẵn sàng đón hàng ngàn khán giả đổ về hôm nay ở mộ cậu Năm nha. Thì bộ phận ekip sáng nay có mặt rất là sớm luôn. YouTuber thì mình không nói rồi. Thì có các cô lớn tuổi đó nha, cô Diệu Hương nè, rồi các cô khác cũng rất là lớn tuổi luôn. Rồi hôm nay có cái anh bị tai nạn nữa, anh đầu mớp á. Thì trước thì 15m cũng đã từng hỗ trợ anh trai này. Anh bị tai nạn, anh bị... Chị biết anh này bị sao không? Dạ không, không kể. Anh bị tai nạn, anh đi làm về khuya á chị. Dạ. Thì ảnh buồn ngủ quá đó. Dạ. Cái anh chạy anh lủi vô cái đít container người ta. Ui. Là cái đầu là bị vỡ sọ não luôn á. Ôi trời. Là ảnh bất tỉnh là 10 năm. Với hai anh gõ tay không? Dạ. Anh bất tỉnh là 10 năm luôn. 10 năm. Tức là năm 2022 phải. Tới năm 2023 thì anh mới tỉnh. Đó thì mới tỉnh sau này thôi. Thì khi mà tỉnh hồi trước khi mà bị tai nạn á, là anh có người yêu. Mà sau khi anh bị tai nạn là người yêu anh bây giờ là đã có chồng và có con luôn. Rồi. Đúng rồi, tâm lý phụ nữ nói chung là cũng sợ điều đó, anh hiểu không? Có thì ảnh nặng á. Thì bây giờ thì anh này á là ảnh bán vé số một ngày chỉ có 50 tờ à, với là làm phụ bên dân quân tự vệ rồi đó. Đó. Anh chỉ có thể là lại xem để như thế nào. Đó thì bây giờ 15m sẽ vào bên trong mộ của cậu Năm để mà ghi hình cho tất cả quý cô chú nha. Sáng nay cũng có vài cô chú đến rất là sớm luôn nha cả nhà ha. Đi rất là thì sáng nay 15m cũng đã mời cậu Năm là hai cái điếu thuốc, là một điếu thuốc của 15m và một điếu thuốc của bà xã ha. Cái điều đặc biệt là đây là điếu thuốc của bà xã này. Nhưng mà bị tắt, hình như bị tắt rồi phải. Không biết của bà xã hay là của anh Minh. Chắc là con trái đây chắc là của anh Minh. Và đây là điếu thuốc của 15m sáng nay. Là đứng luôn nha, không bị ngã nha. Mặc dù là tàn rồi. Rất là đặc biệt. Em chào chị ekip Trang. Chị thấy cái điếu thuốc này không? Nghiêng mà không ngã nha, mà vẫn đứng nha, đặc biệt không? Sáng nay thì mới giờ thì 15m đã thấy rồi ha. Đó, đây là bộ phận ekip hỗ trợ hoa với chị Nhi cắt tỉa hoa lại cho đẹp. Rồi ở đây thì thấy cô Năm với là chị Như cũng vừa đến luôn nha. Đó, đây là cô Năm với chị Như mang bánh mì đồ cúng tới nè. Con chào cô Năm nha. Em chào chị Như. Rồi bây giờ 15m sẽ mình ra mình đón tiếp. Ủa nãy vợ kêu anh mà. Hả? Nãy vợ kêu anh mà. Vậy hả? Đi. Anh giờ mình ra. Ở thì hôm nay có một cái điều đặc biệt đó chính là cái tấm tranh rất là mới ha, mới ngày hôm qua luôn, thì mang để ở bên ngoài phía trước cổng. Thì từ xa các cô chú các anh chị thấy thì từ ngoài vào trong ha, giống như là một cái cổng chào vậy đó, có tranh nè, có hình rồi ha, rất là đặc biệt. Rồi có những cái tràng hoa, đây là cái tràng hoa rất là mới luôn nha. Dạ. Cô thấy hình này đẹp không cô? Hình này mới có hôm qua luôn đó cô. Ờ thì cô nói bữa cô nói còn 2 tấm đó, 2 tấm thiệt luôn đó. Dạ, trời ơi. Quá đẹp ha.
con phát hiện cô hôn lén cậu nha. Không công khai chứ. Dạ em chào chị Như nha. Đó như các cô chú các anh chị thấy ha, tấm hình này giống như là cái cổng vào, mình vào mình sẽ thấy ngay cái tấm hình mới này luôn. Đây là trong vai Ngũ Tử Tư, cái tuần Ngũ Tử Tư. À, tâm linh biệt tự Vũ Linh Thanh Thanh Tâm, không biết là của khán giả nào ha. À, đây là một khán giả ẩn danh, thương nhớ cậu. Rất là đẹp luôn. Thì sáng nay mọi cái công tác chuẩn bị thì đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn những cái lọ hoa nữa là xong. Bây giờ là đã có khán giả đến viếng mộ cậu rồi nha. Đó, những khán giả đầu tiên của ngày 100. À, thì sáng nay là mọi người cũng đã là tưới hoa, quét dọn sạch sẽ. Sao hoa xong chưa cô? Chắc là cũng sắp xong rồi ha. Dạ. Nhưng mà đưa bia bà không uống là một, okay, còn cái thứ hai okay nếu mà nhập ha là vừa vậy là người ta đòi uống bia với thuốc lá liền. Ừ. Là cái thứ nhất. Dạ. Cái thứ hai là cái giọng rất là giống. Dạ. Nãy cô đi cầu hồn cô biết mà, là cái thứ nhất cô có bà bạn bà chết á, cầu hồn giống y chang, cái giọng nhẽo 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 y như bà. Còn bánh mì bọn này là không bảo đảm luôn, ai nhập thì không phải là cậu, cậu nào mà nhập vô sắc đàn bà. Rồi ơi hello chị Tư. À, thì bây giờ 15 bé xe quay một vòng để quay toàn cảnh về công tác chuẩn bị cho ngày 100 của cậu nha. Đó thì cô Nam với chị Như mang theo phải nói là gần 5-60 ổ bánh mì luôn, rất là nhiều, hai bịch to để cho hỗ trợ các anh em YouTube cũng như là các anh chị em trong bộ phận ekip hỗ trợ một cậu Nam rất là chu đáo luôn. Thì hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày thứ hai, cũng là ngày đặc biệt của cậu, đó chính là ngày 100. Hôm nay là ngày 12 tháng 6. À, bây giờ chỉ mới 6:11 thôi. Thì không biết là ngày đầu tuần thì mọi người có đến đông đủ hay không, nhưng mà hôm qua ngày 99 của cậu thì phải nói rất là đông ha. Thì có lẽ là mọi người sẽ dành hết vào ngày Chủ Nhật để mà đến viếng cậu ha. Do ngày Chủ Nhật thì được nghỉ, còn ngày thứ hai rồi chắc cũng khó. Thì hôm nay thì chị Hồng Loan sẽ xuống đây để mà cúng cơm cho cậu luôn nha. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.